Là sao? Bây giờ là chiên lên đúng không? Jen sẽ cho cái món phô mai hun khói này cơ hội cuối cùng. Chưa bao giờ Jen ăn cái món nào mà cảm giác nó không ngon nhưng mà lại không tin vào bản thân mình luôn á mọi người. Tại nhiều người khen quá, trời ơi. Vẫn là không biết có ăn được không cho nên làm hai cục thôi. Jen thấy là không cần ngâm sữa thì nó cũng rất là thơm sữa rồi. Bỏ vô lò vi sóng 2 giây là mềm rồi mọi người. 2 giây thôi, có nhiều bà comment nói là 2 giây cái lò vi sóng làm sao mà nóng. Nóng nha má. Nè, tôi bỏ vô chưa được 2 giây nó mềm nhũng rồi nè. Thơm, thơm lắm. Gán cố gắng là xé mịn nhất có thể, dùng cả thanh sưng mình thấy xé để xé cái món này. Ăn chừng nào mà cảm thấy ngon thì thôi. Tôi kiểu tôi đang chấp niệm vậy luôn á. Tại làm sao? Tại vì mình tự nhiên á, mình ăn mình thấy nó như vậy đó mà mọi người ăn thấy ngon là sao? Có nhiều bạn comment nói là ăn nghiện cái món này luôn. Tôi tin mấy bà đó. Cho nên bây giờ tôi ăn, tôi cố gắng ăn chừng nào nghiện thì thôi nè. Nói chung á, thì đây là quan điểm cá nhân của Jen thôi. Jen cũng rất là muốn thử một cách nó ngon như mọi người nói á, chứ không phải là Jen cố ý dìm cái sản phẩm này xuống đâu mọi người. Người ta làm cực khổ cho mình thưởng thức mà làm sao mà tự nhiên tôi nổi lòng nào tôi chê đúng không? Nhưng mà nó không ngon thì tôi nói không ngon để mấy bà rút kinh nghiệm và khỏi để có bị mất tiền oan mấy bà. Nói chung không có ngon mà sao mà ngồi xé cứ nhai hoài á. Bị thôi túng tâm lý hả? Nó hương vẫn mặn. Nó ngon nhá. Mà mắc gì ngồi nhai á. Ok, bây giờ mình sẽ làm chiên nha. Bỏ dầu ăn vô. Chắc bỏ nhiêu được á. Rồi, bắt đầu bỏ vô chiên nè. Chiên nghe thơm lắm nha. Trời ơi, trộm vía, hy vọng là ngon như lời đồn á. Cho tôi đỡ tức coi. Ê, cái màu gì chắc được rồi nè. Ôi, cũng nhìn hấp dẫn nha. Để ăn thử không chấm tương ớt trước nha. Nói chung là giòn nhưng mà mặn. Thiếu điều muốn mặn hơn lúc mà không ấy nữa. Giòn, béo mà mặn, vẫn mặn nha. Để xịt tương ớt, xịt một tí tương ớt thôi, không dám xịt nhiều sợ mặn. Có tương ớt vô thì vẫn đỡ hơn xíu nhưng mà vẫn mặn. Mặn lắm. Được cái cũng béo với thơm. Ơi rồi đó, vậy đi.